sau khi thi nè, con má có quà cho cô nè, cái mít nè, má nó cho nó hết lộ hả? Cậu cu cu á, còn cu sợ cái gì đó, ví dụ mà ở trong quà như nó sắc á. Phải vậy, hai bà có bị nhiêu đó không, một bài tôi thật nó cứ cay là cái khó nhất mà tôi còn thụ. Trời ơi, nãy giờ nó hỏi cho bài, nó chơi cái em không kìa. Mày hay quá. Mày đọc tao nghe coi. Đọc được rồi nãy chuyện nha. Nhớ nè, nghe nè. Sản phẩm An Nông Rau Chi Ca Si cứng cây. À, nghe đây, đây, đây. À, An Nông Rau Chi Ca Si cứng cây gồm có 4 thành phần chính. Có, gồm có kali, canxium, silic, kitosan. Kali sẽ giúp vận chuyển chất dinh dưỡng. Chất hữu cơ. Mệt quá, dinh dưỡng. Rồi, cho mày luôn, chắc mày luôn. Kali vận chuyển chất hữu cơ. Calcium giúp cho cây cứng chắc, không bị ngã đổ về sau. Chưa, thiếu. Thiếu gì nữa bà? Lá lúa thì thẳng đứng. Chưa. Quá vậy cũng được. Vậy được rồi. Quên rồi, rớt hả? Mày nói tao quên gì hả? Cái thứ ba, silic. Hai cái này quan trọng nha. Silic giúp cho cái lỗ khí khổng ở trên lá sẽ nhỏ lại, giữ được nước trong lá, tránh bị mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng. Ngoài ra, silic còn giúp cho cây cứng, lá lúa cứng sẽ tránh được con bọ trĩ, bởi vì con bọ trĩ nó chỉ ăn những được cây này thôi, cây cứng nó chê, nó không ăn. Thấy bọ trĩ còn bỏ lại gì nữa không? Một lần. Trời ơi. Còn một cái nữa. Gì nữa? Còn nữa. Chitosan. Chitosan, trời, thuộc lành lắm. Yên tâm, cả bài gì này mà bóc đúng câu này là tao thắng chắc. Chitosan nó sẽ tạo là một cái chất, nó tạo cho một cái hệ kháng bệnh của cây, giúp cho cái hệ kháng bệnh của cây và giúp cho cây nó kháng được nhiều loại bệnh, đúng không? Chitosan là nó sẽ làm cái chất mà nó tạo được cái hệ kháng bệnh cho cây lúa, giúp cây lúa chống chọi được một số bệnh hoặc nấm này, vi sinh vật gây bệnh cho cây này. Nếu mà mình xài cái mà mình sinh trong cái giai đoạn mà lúa mà 30-40 ngày á, là mình sẽ giúp ích cho cây lúa sau này và một phần là ngăn chặn được cái gọi là cái bệnh đạo hôn của bọc. Trời ơi, coi nó bơi chơi đẹp điện tử nãy giờ mới đặt cái bất trơn mà. Nó thật học bài đang qua á, chứng nhận kỳ. Thôi nó vậy hả? Nó tài năng vậy thôi chứ gặp cô là nó sợ liền, nó quên hết. Xin lỗi à. Ôi vui, vô đi, cô tới rồi đó. Đấy, cô ê, kêu tên này kìa, nhớ. Đi vô với Thảo đi, trong đúng mày. Sao chứ mấy cho Thảo đi. Lúc không. Muốn cho cây cứng cáp không nhả rạp khi gặp thời tiết mưa bão, để đảm bảo không bị mất năng suất vào cuối vụ, phải làm thế nào? Dạ muốn cho cây cứng cáp. Dạ, tôi cho anh trở lại. Nếu ông tụi bài thì ra cơ, còn tâm tâm ghê với tụi không? Cái tớ là đi ngoài đó. Không có bài, chịu đồng giờ trả bài lại cho tôi. Cứ tôi rất phục vụ. Dạ, tôi cho ông lại cho em nó hả? Câu thứ hai, thì bạn biết gì về xử lý đèn nhôm và đèn sắt? Dạ, câu này cô hỏi là... Cô hỏi em. Cô hỏi em. Chúa trời, tôi mới học đèn sắt, tôi chưa có học đèn nhôm, tôi sơ vừa. Cô bích xỉu lại tí đi. Dạ cô, đèn nhôm em biết. Dạ em mới học đèn sắt, học đèn nhôm em chưa học. Rồi học rồi, học nữa nữa. Rồi vậy trả lời trước. Em biết nhiều lắm. Rồi trả lời trước. Dạ cảm ơn cô, ai cũng phép được nói về đèn sắt. Dạ thưa cô, nói dễ, e hai cộng thì lúa hấp thụ nhiều, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ và đầu lá. Nói mà quên lại cái gì?
dẫn được O2 xuống dưới qua rễ và tạo ra một dòng oxy hóa xung quanh nó. Và nó sát được cầu kết của dưới một lớp vỏ màu nâu. Đất ơi! À, dạ dạ em nói tiếp cô. Dạ sắc được kết tủa với một lớp vỏ màu nâu phủ lên bề mặt của rễ lúa và sau đó ngăn chặn và sự hấp thu của Fe2+ do đó ảnh hưởng của độc tính Fe2+ đối với cây lúa là vô cùng không nghiêm trọng nữa. Giống như những từ rồi còn có thể biết gì mấy quan này dẫn cô bữa nay mày cái gì mày thi mềm hai chiếc lắc ảnh cô còn nói lộ kìa. Cảm ơn mẹ nha. Rồi dạ bài đi về thầy nhớ dẫn cô. Thầy nhớ là khi gần bị cô thì thầy cái để không phạt tiền được vì trong nửa có nhiều nhân 2N3+ bỏ u mịch vô thì sẽ phát triển cái để tạo ra ba chất chi lạc ô sa lạc và ô sa lạc làm trung hòa nhân trong quá trình che lạc quá sẽ tạo ra chất poly sạc ca để làm cho trung hòa dạ trung hòa đê đó làm thầy nghe thầy nhìn đưa đây luôn dạ cô vẫn tiếng tay em không biết đặt cô trời ơi kinh buộc không biết đặt tiếng tay thôi à.